Kể từ mùa giải năm 1989 đến năm 1990, MU chưa thua 4 trong 7 trận đầu tiên tại giải hàng đầu nước Anh. Bàn thắng trong hiệp 1 của Joachim Andersen cho Crystal Palace đã khiến Quỷ Đỏ trải qua thành tích gây thất vọng trên. Huấn luyện viên Ten Hag không lời bào chữa khi MU lại thua sốc tại Old Trafford. Đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag đã bị khán giả nhà la ó trên sân Old Trafford trong suốt thời gian thi đấu, và không loại trừ nhà cầm quân người Hà Lan có thể bị sa thải. Tôi có thể cho bạn lý do nhưng bạn sẽ cho đó là một cái cớ. Không có lời bào chữa nào cả. Chúng tôi phải kiên định hơn, huấn luyện viên Ten Hag nói sau trận. MU đã bất bại trong 31 trận sân nhà trước chiến thắng của Brighton tại Old Trafford 2 tuần trước. Thậm chí, Quỷ Đỏ đã may mắn thoát chết với chiến thắng sát nút trên sân nhà trước Wolves 1-0 và Nottingham Forest 3-2 hồi đầu mùa. Chúng ta phải làm tốt hơn khi được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi phải thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể của mình rằng Old Trafford là một pháo đài, huấn luyện viên Ten Hag cho biết thêm. Ở trận thua Crystal Palace, mặc dù có 19 cú sút trúng đích nhưng MU vẫn gặp phải tình trạng thiếu tính đột biến ở trước khung thành đối phương. Bruno Fernandes và hai tân binh Rasmus Højlund, Mason Mount đều bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất. Ngược lại, huấn luyện viên Roy Hodgson của Crystal Palace lại vui mừng khi trở thành nhà cầm quân tại ngoại hạng Anh đầu tiên có 5 trận liên tiếp bất bại tại Old Trafford. Đội khách đã bị thua MU 0-3 khi hai bên gặp nhau vào giữa tuần ở Cúp Liên đoàn Anh nhưng đã gây sốc trong cuộc tái đấu. Chiến thắng này đưa Crystal Palace vượt qua MU để vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh.